Sống ở đời, có bốn kiểu đàn bà dập nát đời đàn ông, nghe cực thấm. Ngẫm thế gian mến chào quý vị và các bạn. Quý vị ạ, thông thường người đàn ông hay mải mê lo phong thủy nhà cửa đất đai mà dường như họ quên mất một điều rằng người phụ nữ chính là phong thủy ở vận khí quan trọng nhất của một gia đình. Tôi xin cắt nghĩa với phong thủy học thì phụ nữ tâm lương thiện sẽ mang tới cho gia đình rất nhiều phúc đức. Vậy người xưa vẫn thường hay nói một người phụ nữ tốt sẽ mang tới thịnh vượng cho cả ba thế hệ, mà người phụ nữ xấu sẽ làm hại đến ba kiếp. Sau đây sẽ là bốn kiểu đàn bà, dù có xinh đẹp đến mấy, thì đàn ông cũng nên cân nhắc trước khi lấy làm vợ. Hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm quý vị nhé! Thứ nhất, kiểu phụ nữ tiêu tiền không kiềm chế. Có một anh chồng khác gửi đến chương trình lời tâm sự như sau. Cả tuần nay, vợ chồng tôi không ai nói với ai câu nào. Vợ đang giận vì sau khi cắt giảm hết các khoản chi không cần thiết trong nhà, tôi đồng thời không để cô ấy giữ thẻ ATM của mình nữa. Cô ấy nói tôi làm như vậy là thiếu tôn trọng, không tin tưởng vợ. Nhưng quả thực, tôi quá sợ với cái đà chi tiêu của vợ mấy năm qua, bởi có ngày chúng tôi sẽ phải ra đường ở. Chuyện là vợ chồng tôi lấy nhau không phải lo lắng về kinh tế, vì tôi đã có sẵn một căn chung cư nhỏ được bố mẹ cho từ thời sinh viên ở Thanh Xuân, Hà Nội. Mấy năm trước, tôi làm kinh doanh, thu nhập khá tốt. Trung bình mỗi tháng cũng khoảng từ 30 đến 50 triệu. Vợ tôi làm cơ quan nhà nước, lương chỉ vỏn vẹn vài triệu, đủ cho cô ấy tiêu vặt, nhưng mà nhàn nhã, thuận tiện chăm lo cho con. Sau khi kết hôn, tiền làm ra, mỗi tháng tôi giao cho vợ 2/3, chưa kể thỉnh thoảng hoàng được một khoản to to gì cuối năm nữa. Dù gì cô ấy cũng tốt nghiệp kinh tế, nên chắc sẽ phải có kế hoạch thu chi cho nó tốt. Tôi có nhắc vợ để riêng ra một khoản tiết kiệm về sau cần đến, nhưng vì công việc bận rộn nên cũng ít để ý cụ thể cô ấy thực hiện ra sao. Chỉ biết là vợ chồng tôi có một góc nhìn là vợ tôi chẳng khác gì là vợ đại gia cả. Khi con còn nhỏ, chuyện nuôi người giúp việc không tính. Nhưng lúc con đi mẫu giáo, 4 rưỡi chiều, cô ấy ra khỏi cơ quan, tuần nghỉ 2 ngày, nhưng vẫn đều đều thuê người đến đón và dọn nhà theo giờ. Đồ ăn trong gia đình toàn là hoa quả nhập ngoại, hải sản thì rất là to, nào là bò Mỹ, nào là lợn sạch, nào là nho nhập khẩu. Tuần nào cũng đi siêu thị, và lần nào cũng vậy, tiền thanh toán lên đến bạc triệu. Tốn kém nhất của vợ đó là quần áo cho hai mẹ con. Không tuần nào tôi không thấy vợ khôn về đồ mới, từ giày dép, quần áo, hôm thì mỹ phẩm, mẹ thì váy vóc, con thì đồ dùng. Tới giờ nhà tôi vẫn có cả thùng đồ của con gái mới nguyên vì nó nhiều quá, có cái còn chưa mặc đến. Đó là chưa kể vợ tôi đã bớt đi cho các cháu khá nhiều đấy. Trang phục của vợ thì đầy hai tủ, chưa kể những cái chất ở nhà kho. Chuyện đi ăn hàng, đi chơi để vợ có những dòng Facebook thực sự là sáng thức dậy ở một nơi xa Hà Nội cũng là hoạt động định kỳ. Ăn chơi thì cũng thích, nhưng nhiều khi tôi hoảng vì thấy cái tần suất này nó quá nhiều. Nhắc thì vợ lại cười cho qua. Úi giời ơi, chồng yên tâm đi, em mua được voucher giảm giá, không tốn mấy đâu. Bỗng 2 năm trước, việc kinh doanh khó khăn, tôi hỏi vợ cái khoản tiết kiệm để quay vòng vốn đâu thì cô ấy đưa ra chưa đầy 100 triệu và nói tất cả chỉ có thế. Tôi bảo nhà chỉ có 2 vợ chồng với 1 con, em tiêu gì mà tháng hết vài chục triệu. Thì vợ tôi làm lên, nói cô ấy chỉ lo cho gia đình mà bị tôi nghi ngờ. Tôi thực sự thất vọng vô cùng, nhưng cũng không biết phải làm như thế nào. Sau đó liên tục thua lỗ, tôi cũng phải đành từ bỏ việc kinh doanh, xin vào làm công ăn lương tại một công ty lớn. Thu nhập giảm hơn nữa, nhưng vợ tôi vẫn chi tiêu như cũ. Tiền lương chồng chuyển vào ATM có khi chỉ chưa được nửa tháng thì vợ đã tiêu hết sạch. Nhắc nhẹ nhàng, nói chuyện tình cảm thì cô ấy vẫn không nghe. Thế là tôi đành khóa thẻ. Tôi nói từ giờ vợ dùng lương của cô ấy để lo ăn uống. Tôi sẽ đóng học cho con, lo điện nước, internet, các khoản xăng xe hiếu hỉ. Cô ấy gào lên, anh đã muốn chia kiểu gì thì chia tay luôn đi, mạnh ai nấy sống. Tôi cũng chỉ biết im lặng, chẳng thể dỗ dành, giải thích được. Cuộc sống gia đình tôi giờ thực sự căng thẳng. Bản thân tôi đang phải cố gắng tìm thêm mối để tăng thu nhập, để lo cho con cái sau này. Vợ thì vẫn không hiểu, cho rằng tôi quá đáng, ích kỷ. Nghĩ lại, giờ bố mẹ hai bên cũng đã đến tuổi rồi, thì nghĩ ra lại dại mồm, dại miệng.
Lúc ông bà đau ốm, con cái học hành, tôi chẳng biết xoay đâu ra tiền để mà trang trải. Hay lúc đấy, lâm vào hoàn cảnh bế tắc, nghĩ cùng quẫn lại làm điều. Vâng thưa quý vị, chúng ta đều biết rằng hầu hết trong cuộc sống hôn nhân, nam hướng ngoại, nữ hướng nội. Trong nhà, có một người phụ nữ biết quản lý gia đình quan trọng đến cỡ nào. Một người phụ nữ tiêu tiền mà không có điều tiết sẽ khiến cho cả gia đình bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào tuyệt cảnh. Cho nên đàn ông gặp phải một người phụ nữ như vậy, thực sự cuộc sống gia đình về sau khó mà thịnh vượng được. Kiểu thứ hai, phụ nữ bất hiếu. Ngẫm Tinh Hoa nhận được một bức thư như thế này. Thưa chương trình, bố tôi bị tai nạn khiến não bị teo. Ông vẫn tự ăn đi lại được, nhưng run rẩy phải có người giúp đỡ. Gần đây thì việc tiểu tiện của ông không tự chủ. Nhiều lần chưa kịp ra tới nhà vệ sinh, ông đã làm ướt da quần hoặc da chăn đệm. Tôi thì rất giữ ý, không muốn để vợ phải phục vụ bố mình, nên mọi chuyện liên quan tới chăm sóc bố tôi đều làm hết. Nhưng mà vợ tôi vẫn tỏ ra khó chịu, luôn mặt nặng mày nhẹ, tìm cớ gây sự, chửi bới. Thậm chí cô ấy còn bảo bố tôi là đồ vô tích sự. Đi làm về ăn cơm thì cô ấy đều không chào hỏi bố tôi. Bố tôi giờ đã lẫn, không nhận thức được sự hỗn hào của con dâu. Đó là điều khiến tôi thấy chua xót về việc vợ bất hiếu, bất nghĩa. Vợ chồng tôi liên tục cãi vã thì cô ấy bảo ông ấy là bố anh chứ có phải là bố tôi đâu mà bắt tôi này nọ. Nghĩ lại, tôi mới thấy hồi mới yêu nhau, cô ấy đã bộc lộ cái tính cách cục cằn với chính bố mẹ đẻ, như là hay nói trống không, hơi tí thì cáu bẳn, cằn nhằn ông bà. Khi đó tôi chỉ nghĩ do vợ nóng tính, thẳng tính nên mới cư xử như thế. Nhưng mà bây giờ khi chứng kiến cách cô ấy đối xử với bố tôi mới thấm thía. Thực sự tôi quá chán nản, tôi không muốn sống với kiểu người vợ bất hiếu như thế này nữa. Muốn biết một người phụ nữ có hiếu hay không, chỉ cần xem thái độ của cô ấy đối với cha mẹ mình như thế nào. Nếu cô ấy đối với cha mẹ mình thái độ không tốt, bất hiếu với họ, thì làm sao bạn có thể trông cậy vào cô ấy để hiếu thảo với cha mẹ của bạn được? Ở bên một người phụ nữ như vậy sẽ chỉ làm cho bạn buồn khổ, bức bách cả đời. Như câu chuyện tôi đã đề cập ở phần trên, thậm chí cái cách nói năng cư xử không đúng mực còn có thể ảnh hưởng đến con cháu sau này nữa. Thế nên phụ nữ bất hiếu nhất định không thể lấy làm vợ. Kiểu phụ nữ thứ ba, phụ nữ ích kỷ. Có một câu chuyện như sau. Vợ kém tôi gần 10 tuổi, nên tính tình có phần trẻ con, hồn nhiên, nhưng lại hay nhõng nhẽo. Lúc mới yêu, cái hồn nhiên, nhõng nhẽo ấy thì khá là dễ thương, ngoan hiền. Là người chồng, người đàn ông lớn tuổi, nên tôi không chấp nhận những điều nhỏ nhen ấy không đúng, thì cũng chỉ bạo tẩn nơi. Với cô ấy, tôi phải luôn quan tâm, chăm sóc, coi vợ là số một. Biết vợ nhạy cảm, suy nghĩ đôi khi không chín chắn. Tôi thường dành nhiều thời gian cho gia đình, rồi thì đưa vợ đi đây đi đó, cũng ít tụ tập bạn bè. Vì thế bị bạn bè đồng nghiệp gán cho cái mác sợ vợ. Nhưng mà dạo gần đây, tôi thực sự không hài lòng về cô ấy. Bởi vì từ ngày mẹ tôi từ quê ra chơi, vợ tôi bắt đầu bộc lộ cái thói ích kỷ, tính toán, thực sự là xấu, không đáng có. Ban đầu mẹ tôi tính ra ngoài thành phố khám bệnh vài ngày rồi về, nhưng bệnh cần phải theo dõi, nên bà ở bằng tháng. Rau cỏ thịt thà, bà mang ra ăn không xuể. Cất tủ lạnh thì chật ních, nhưng đến bữa không biết có phải do vợ tôi hay kể lể, mua cái món này, món kia, hết nhiều tiền rồi than thở, giá cả đắt đỏ hay không. Mà có khi mẹ ngại không dám gắp nhiều đồ ăn. Nhìn bà chỉ dám gắp rau chấm mắm, tôi xót hết cả ruột. Tế nhị nhắc riêng vợ thì cô ấy đổ lỗi là do thói quen. Mẹ tôi là người ở quê, chân chất thật thà. Thấy trong nhà con trai nhiều đồ cũ không dùng đến thì tiếc của, hỏi xin về cho các cháu. Vợ tôi nhất định không cho lấy, lý do là đồ vẫn đang dùng. Khi thì là đồ đi mượn, có cái chảo méo, vứt xó. Mẹ chồng vừa hỏi đến, cô đã lấy ra dán đến mấy ngày liền để mẹ khỏi xin. Tôi thương mẹ bảo vợ thì cô ấy cau có, nói bà cứ lo bo, rốt mang về quê thì chết. Tôi phát cáu, không muốn nói, dẫn mẹ đi siêu thị mua đồ mới. Thì vợ bảo tôi nào là hoang phí, không biết tính toán. Sợ mẹ suy nghĩ nhiều lại đòi về quê không chữa bệnh nữa, tôi không to tiếng, nhưng trong lòng của tôi thực sự cảm thấy vô cùng khó chịu.
Tính ích kỷ của cô ấy ngày càng quá đáng khi thằng cháu họ đang học đại học đến thăm bà. Thương cháu mặc áo buộc chỉ, mua cho 2 chiếc áo mới bằng tiền mà tôi biếu. Vợ tôi biết chuyện, mặt sưng mày xỉa, nói mẹ hoang phí, coi tiền như vỏ hến. Dù 2 chiếc áo cho cháu chỉ đáng 1 thỏi son, cô ấy không dùng, đem vứt cho ra. Đến bữa cô không thèm cơm nước, nằm trong phòng, nghe nhạc để tôi tự nấu cho mẹ với cháu ăn. Đến lúc này thực sự tôi không chịu nổi, tôi quát mắng ầm ĩ, đuổi vợ ra khỏi nhà. Mẹ sợ hãi ngăn chặn, nhận hết lỗi về mình. Mẹ tôi đòi về quê, nhìn mẹ, tôi càng giận vợ vì cái thói ích kỷ của cô ấy. Vâng, nói đến đây, thưa quý vị, trong cuộc sống hôn nhân, nếu một người đàn ông kết hôn với một người phụ nữ ích kỷ, thì tất nhiên họ chắc chắn sẽ chỉ tập trung vào sở thích của bản thân mà không bao giờ quan tâm đến người khác. Một người phụ nữ ích kỷ thì khó có thể thực lòng yêu quý cha mẹ chồng của họ. Vậy nên khi đang trong giai đoạn tìm hiểu, nếu gặp đối phương là người ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, thì đàn ông cũng cần cân nhắc xem người đó có thích hợp để cưới về nhà hay không. Đừng để mình bị mắc kẹt trong đó mà khó có thể tự thoát được ra ngoài, thậm chí là thống khổ cả đời. Kiểu phụ nữ thứ tư, phụ nữ có cuộc sống riêng, hỗn loạn. Một số phụ nữ không mấy quan tâm đến đời tư của mình, hành động tùy tiện. Họ cho rằng điều này không có gì, không sợ người khác nói, bởi đó là việc riêng của họ, không ai có quyền can thiệp. Những kiểu phụ nữ như vậy thậm chí sẽ không lắng nghe, bất luận ai khuyên can mà vẫn làm theo ý mình. Họ thậm chí không quan tâm đến cảm xúc của bạn, họ chỉ muốn nghĩ về bản thân và làm cho bản thân mình hạnh phúc thôi. Kết hôn với một người phụ nữ như vậy sẽ chỉ làm cho bạn bất hạnh mà thôi. Và phần tiếp theo của video ngày hôm nay, mời quý vị khán thính giả chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Em chồng. 20 tuổi, chị và anh tổ chức đám cưới. Anh hiền lành, đẹp trai là mơ ước của nhiều người. Cưới nhau được 5 tháng, một đêm ngủ say, anh ngủ luôn. Chị lay mãi không thấy anh dậy. Chị hét toáng lên, bố mẹ chồng chạy vào khi anh đi cấp cứu. Anh vẫn không qua khỏi. Nhà quê thì dân tình kháo nhau anh bị trúng phong cầm phòng, rồi do chị hết gò má cao đến sát chồng, vân vân và mây mây. Chị khóc khóc ngất, tiếc thương cho anh đoản mệnh. Trời cho chị gặp anh mà không cho chị được hưởng phúc. Chị nín đi chị khóc nhiều mệt đấy. Anh đi mất rồi, nhưng mà còn cái thai trong bụng chị. Nếu chị yêu thương anh, nghĩ về dòng tộc thì thôi. Chị đừng khóc nữa, giữ lấy cháu, chị ơi. Cô em chồng nghẹn ngào ôm chặt chị, vỗ về. Rồi tiếng người hô hấp, cấp cứu, chỉ lờ mờ nghe trong mơ màng. Đúng đúng rồi, phải tỉnh táo lại, phải cố gắng giữ lấy đứa bé này. Nó đã 4 tháng rồi, đang trong bụng mẹ, đã mồ côi cha. Nước mắt chị cổ yếm mà tuôn chảy, giữ gìn 9 tháng 10 ngày ra đời một thằng cu. Không phải nói cả gia đình họ hàng bố mẹ chồng chị vui sướng đến mức nào. Chồng chị là trai một đích tôn của dòng họ. Anh mất rồi nhưng may mắn lại có cháu trai nối dõi. Hôm đầy tháng, cháu bố mẹ chồng tổ chức những 10 mâm cỗ, mời thật nhiều người. Niềm vui lớn chẳng tày gang khi con được 8 tháng. Nó sốt, bế con lên bệnh viện thì bác sĩ lắc đầu. Cháu bị sốt huyết não, chị ơi không cứu chữa được đâu. Chị gào thét như điên loạn. Ông trời sao lỡ ăn ở bất công vậy? Chị hét lên đau đớn, ôm lấy con vật vã giữa trưa hè nắng gắt. Chị sống vật vờ như cái xác không hồn. Chị sống làm sao ở gia đình chồng khi mà con mất, chồng mất. 2 năm lại 2 cái tang. Chị đau đớn còm còi. Số con bé sát chồng qua má cao thì hay vậy đấy. Dân chợ xì xào mỗi khi chị xuất hiện. Chị cũng không dám đi chậm nữa. Em chồng về, cô bảo chị. Chị ra ở thành phố với em, đi cho quên cái nơi này, đi quên những kỷ niệm đau buồn này đi. Rồi cô xin phép cha mẹ đưa chị ra thành phố. Hai chị em thuê một phòng trọ. Em chồng làm kế toán cho một công ty lớn. Em xin cho chị một chân tạp vụ, vừa đi làm, chị vừa đi học. Cuộc sống phố phường tấp nập, người nào việc ấy. Công việc cũng không có thời gian cho chị buồn phiền nhiều. Khi nào chị rơm rớm nước mắt, em chồng lại vỗ về. Anh trai em phần mỏng, ngắn xuống. Lỗi là do anh ấy bị bệnh tim, chị đừng buồn nữa. Chị buồn là anh trai của em, cháu của em ở trên đấy cũng không hề vui đâu. Rồi em chồng có người yêu,
gia đình bên người yêu của cô em chồng cũng gây khó dễ. Họ bảo ở nhà em chồng bị tuyệt tự, lấy về không có phúc. Họ ngăn cản mãi, em chồng cũng khó khăn lắm mới có được hạnh phúc như mình. Vậy là em chồng cưới, chị ở lại một mình trong căn phòng trọ của hai chị em. Chị lại khóc. Em chồng về thăm, thấy chị lụi thủi một mình, cô nói: "Chị ơi, em kiếm chồng cho chị nhé." "Chị lấy ai được nữa, người nhà quê họ bảo chị gò má cao sát chồng, ai dám lấy chị." Chị nức nở trên đôi vai cô em chồng mà khóc. "Úi dồi, bậy, chị xinh đẹp lắm, nhiều người thích đấy, chị em mình tha hồ mà chọn lựa cho chị." Rồi cũng có anh bạn làm cùng công ty ngỏ lời với chị. Em chồng vui lắm, giới thiệu tổ chức ăn uống đi chơi, tạo điều kiện hết sức cho anh chị gặp nhau. 2 năm sau khi tình cảm chín muồi, em chồng đưa chị về xin phép bố mẹ để chính thức gả chồng cho chị. Con trai của bố mẹ phận ngắn, bố mẹ cũng không có quyền gì để giữ con lại. Nay có người thương, bố mẹ bằng lòng cho con đến với người ta. Chị không tổ chức rình rang mà làm vài mâm cúng ông bà tổ tiên rồi đi đăng ký kết hôn. 5 tháng trôi qua, chị vui vẻ bên tổ ấm mới. Chị sinh được 2 thằng cu, anh chị cũng mua được một căn nhà trong chung cư với em chồng. Nụ cười đã nở trên môi, chẳng còn nước mắt, không còn những nụ cười héo hắt vì nỗi đau đớn ngày nào. Chị trở thành một người phụ nữ xinh đẹp, tự tin, tươi tắn. Có được ngày hôm nay, chị biết ơn em chồng nhiều. Chị chỉ ôm nó thì thầm: "Cảm ơn em đã cứu sống chị đến 2 lần, mang lại nguồn sống, động lực cho chị làm lại cuộc đời." Em chồng không nói gì cả, chỉ ôm chặt chị. Họ ôm nhau và trào dâng những giọt nước mắt hạnh phúc. Người ta thường nói, tu 100 năm mới được chung thuyền, tu 1000 năm mới nên duyên chồng vợ. Nhưng không ai biết được chúng ta đã tu bao nhiêu năm để được trở thành anh chị em trong kiếp này. Nên chúng ta thật sự hãy trân quý mối duyên này. Trong số những người thân, người đi cùng bạn lâu nhất trong cuộc đời không phải là bố mẹ bạn, không phải là người yêu bạn mà chính là những người anh, người em, người chị của bạn trong đời này. Trong xã hội xưa, người ta luôn nói rằng con một trong gia đình là quá cô đơn. Đó là vì khi cha mẹ bạn qua đời, bạn sẽ cảm thấy mình không còn chỗ dựa. Bạn cảm thấy ngôi nhà mình từng là một đứa trẻ được nuông chiều không còn nữa, và bạn sẽ cảm thấy cô đơn. Lúc này, vị trí của anh chị em trong lòng không ai có thể thay thế được. Với anh chị em, bạn có thể chia sẻ bất cứ điều gì với họ. Bạn có thể nhờ họ giúp đỡ và bạn sẽ không cảm thấy xấu hổ, bởi vì họ là những người thân nhất của bạn. Nếu là anh chị thì đừng giận em mình. Dù sao họ cũng nhỏ tuổi hơn mình, dù làm sai cũng không đáng giận. Nếu là em trai em gái thì ít nhất cũng phải tôn trọng anh chị em của mình. Nếu bạn không tôn trọng họ thì ngược lại, bạn cũng sẽ không nhận được sự yêu thương. Vì cuộc sống bận rộn, cơm áo, gạo tiền và những lôi kéo ngoài xã hội thường khiến cho mối quan hệ của anh chị em trở nên phai nhạt đi. Thế nhưng, mỗi cặp anh chị em đều có gen và tế bào giống nhau, cùng dòng máu chảy trong người và có những tình cảm không ai có thể thay thế được. Có lẽ thời gian và số phận sẽ tạm thời chia cắt đi tình cảm anh chị em và khiến bạn tạm thời bị mất đi tình cảm tốt đẹp này. Nhưng điều sẽ không bao giờ bị phá bỏ được chính là tình thân và tình yêu thương trong lòng không thể chia cắt. Đây là câu chuyện về hai anh em sống bên nhau ở một làng quê nhỏ, cùng nhau chăm chỉ làm ruộng, làm việc bên gia đình. Hai anh em từ trước đến giờ luôn yêu thương và giúp đỡ nhau hết lòng. Nhưng chỉ vì một hiểu lầm nhỏ mà hai anh em dần xa cách nhau, không nói chuyện, cả hai bên đều im lặng trong nhiều tuần, ẩn nhẫn sự tức giận trong đó. Một ngày nọ, có một người thợ mộc già gõ cửa nhà anh trai. Ông nói: "Tôi có thể làm và sửa chữa được nhiều thứ, nhà anh có cần sửa gì không?" Người anh trai ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời: "Được, tôi có công việc cho bác đây." Rồi người anh dẫn người thợ mộc già ra sau nhà và chỉ: "Nhà bên cạnh là nhà của em tôi. Ngày xưa có con lạch nhỏ ở giữa hai nhà chúng tôi. Gần đây em tôi đã cố ý trồng thật nhiều cây cao, đồng thời đào rộng con lạch ra, biến nó thành ranh giới giữa hai nhà. Bác nhìn thấy rồi đấy. Thế nên bác hãy dựng hẳn một hàng rào cao 3 mét cho tôi. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy khuôn mặt của nó nữa." Người thợ mộc già nghĩ thầm trong một vài phút rồi nói: "Tôi hiểu rồi." Người anh trai đã giúp người thợ mộc già mang gỗ và dụng cụ ra sau nhà, rồi tất tà ra đồng làm việc. Đến buổi tối, người anh mới về nhà.
Lúc này người thợ mộc đã làm xong công việc được giao. Khi ra sau nhà kiểm tra thì người anh trai choáng váng, mặt anh bần thần và anh không thể nói được câu gì. Chỗ đáng nhẽ là một hàng rào cao to chắc chắn thì lại là một cây cầu xuất hiện. Một cây cầu gỗ thực sự đặc biệt. Thành cầu được chạm khắc rất phức tạp. Nó là một tác phẩm nghệ thuật chứ không phải là một cây cầu bình thường. Cùng lúc đó, người em trai cũng tình cờ đó. Anh ta lao vội qua cây cầu và ôm lấy anh trai mình, xúc động nói: Anh đã xây một cái cây cầu nối hai nhà. Sau tất cả những gì em đã nói và làm không phải với anh, em xin lỗi anh rất nhiều. Người anh trai cũng bất ngờ và bật khóc. Trong khi hai anh em đang ôm nhau, cùng nhau xin lỗi và giải thích mọi chuyện, thì người thợ già cũng sắp xếp, dọn lại đồ, dụng cụ của bản thân mình, chuẩn bị đi về. Người anh vội quay lại nói: Bác đừng vội đi, hãy ở lại ăn với chúng cháu bữa cơm. Cháu nghĩ cháu cần sửa chữa nhiều đồ, cần bác tới nữa. Người thợ mộc già cười hiền nói: Tôi cũng thích ở lại lắm, nhưng tôi còn nhiều cây cầu cần làm và những thứ cần sửa ở những nơi khác nữa, cậu trai ạ. Người xưa thường nói: Anh em như thể tay chân, rách lành, đùm bọc, dở hay đỡ đần. Anh em cần phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, san sẻ giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Anh em thì dù người thân của mình giỏi giang hay kém cỏi, giàu hay nghèo thì cũng cần phải biết quan tâm, yêu thương nhau. Tình nghĩa anh em giúp chúng ta vượt lên mọi khó khăn trong cuộc sống. Có anh em bên cạnh như là có những người bạn giúp ta vượt qua sóng gió, luôn bên cạnh ta khi ta cô đơn, luôn giúp đỡ bênh vực cho ta, bảo vệ và chăm sóc cho ta. Ngày xưa, có dòng họ Điền, anh em ăn ở với nhau từ đời nọ sang đời kia rất là hòa thuận. Về sau, họ này chỉ còn lại có ba anh em. Ba người vẫn chung sống với nhau vui vẻ tử tế, cho đến khi người thứ hai lấy vợ. Người vợ tính tình ích kỷ, lại hay sinh sự lắm lời, nên không khí trong gia đình không còn được như xưa. Rồi một hôm, người vợ nhất quyết đòi chia tài sản của ba anh em và bắt ép chồng đi ở riêng. Người chồng ban đầu nghĩ tình anh em bấy lâu sum họp mà không nỡ chia lìa. Xong rồi thì người vợ ngày đêm cằn nhằn khó chịu, kiếm chuyện gây gổ trong nhà, nên rồi cũng đành phải nghe theo vợ, nói với anh em đi ở riêng. Người anh cả khuyên can không được, cũng đành phải chia của cải cha mẹ để lại ra làm ba phần đều nhau. Chỉ còn một cây cổ thụ trước nhà, cành lá sum xê xanh tốt, chưa biết làm cách nào để chia cho đều. Ba anh em cùng nghĩ ngợi, rồi sau cùng quyết định gọi thợ về, hạ cây xuống, cưa xẻ thành ván để chia làm ba phần. Đến hôm định hạ cây xuống, buổi sáng ba anh em ra vườn thì thấy cây cổ thụ đã khô héo từ bao giờ. Người anh cả bèn ôm lấy cây mà khóc nức nở. Hai người em thấy vậy mới bảo anh: Một thân cây khô héo, giá phỏng là bao mà anh phải thương tiếc như thế. Người anh cả đáp lại rằng: Có phải anh khóc vì tiếc cây đâu. Song nghĩ vì loài cây cỏ vô tri, nghe thấy sắp phải chia lìa mà còn biết buồn phiền khô héo đi, huống gì chúng ta, đây là người cùng ruột thịt. Anh thấy cây mà suy đến cảnh ba anh em chúng ta, anh mới phải khóc. Nghe anh nói, hai người em hiểu ý, đưa mắt nhìn nhau rồi cùng òa khóc. Người vợ xúi chồng đi ở riêng nghe thấy vậy cũng rơm rớm nước mắt, đâm ra hối hận, cúi đầu xin lỗi hai anh em và thề không bao giờ còn tính đến việc chia lìa nhau nữa. Từ hôm đó, ba anh em ở lại với nhau thêm êm ấm, vui vẻ như trước đây. Cây cổ thụ nọ đã khô héo cũng trở lại xanh tươi như cũ. Có câu nói, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Tình cảm anh em vô cùng quan trọng và quý giá. Tình cảm ấy là sức mạnh vô biên, giúp chúng ta vượt qua được những thác gành trong cuộc sống, là bến đỗ bình yên khi ta gặp phải những sóng gió của cuộc đời. Tuổi trẻ chúng ta hãy sớm nhận thức được điều ấy để không lãng phí những giây phút ấm áp và đáng nhớ bên cạnh người mình yêu thương. Đàn ông phải có phong độ, phụ nữ phải có hiền đức. Đàn ông tâm rộng, tài phú tìm đến, phụ nữ tâm thiện, hạnh phúc không ngừng. Sự quyến rũ thực sự của một người đàn ông không phải đến từ tiền tài, địa vị, mà là từ phong độ, khí chất. Sự quyến rũ của một người phụ nữ cũng không đến từ nhan sắc và thân hình, mà là ở tấm lòng lương thiện. Đàn ông tâm rộng có thể làm giàu, phụ nữ lương thiện có thể mang đến hạnh phúc cho gia đình. Ba khí chất tạo nên đẳng cấp của người đàn ông. Thứ nhất, chí khí. Chí là ý chí, khí là nghị lực.
đàn ông luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Khi lựa chọn người đồng hành, phụ nữ thường đánh giá cao chí tiến thủ của một người đàn ông, trong khi đàn ông lại muốn xem hai người liệu có cùng chung chí hướng hay không. Chí khí của một người đàn ông sẽ quyết định xem anh ta liệu có làm nên được sự nghiệp gì hay không. Chí khí không có, vạn sự đều khó thành. Nếu một người quyết chí và không ngừng phấn đấu, mọi trở ngại và khó khăn sẽ không thể nào cản bước nổi họ. Người có chí khí, thành công sẽ chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Thứ hai, hào khí. Người đời vẫn hay nghĩ hào khí là phải hống hách, ngang ngược. Thực ra, hào khí chỉ đơn giản là năng lực và khí phách của một con người. Vì thế mà bao lâu nay, hào khí của các bậc anh hùng vẫn luôn là thứ khiến người đời phải ngưỡng mộ. Làm người, quý ở hào khí. Hào khí của một người đàn ông chính là hiện thân của sự tự tin mà họ đang sở hữu. Bên cạnh đó, họ cũng phải tích lũy một vốn kiến thức uyên thâm cùng với tầm nhìn xa rộng. Họ là người ngay thẳng, làm việc gì cũng không thẹn với lòng. Họ có một trái tim nhiệt huyết, sẵn sàng hiến dâng cho đời, nhưng cũng luôn luôn nghiêm khắc và chịu khó tu dưỡng bản thân. Thứ ba, sức mạnh. Sự tích lũy của cải làm nên sức mạnh của một người đàn ông. Tất cả những chi tiêu từ bé đến lớn trong gia đình đều cần đến tiền bạc. Vì vậy, sự nghiệp chính là thứ duy nhất có thể đảm bảo một cuộc sống không thiếu thốn cho một người đàn ông. Giống như câu tục ngữ, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, phái mạnh phải cần đến sức mạnh từ vật chất của cải. Nhưng nếu muốn là một người mạnh mẽ toàn diện, họ cần phải biết nuôi dưỡng thế giới nội tâm của mình. Một người đàn ông muốn thành công thì nhất quyết phải sở hữu một ý chí sắt đá, một trái tim kiên cường. Và chính những thứ ấy sẽ làm nên nét quyến rũ của phái mạnh. Cho dù là phong ba bão táp, họ cũng đều đem đến cảm giác an toàn cho người phụ nữ và tổ ấm của mình. Do đó, bạn cần phải biết nhìn xa trông rộng, luôn giữ mình tỉnh táo trong cuộc sống này. Bạn đừng quá câu nệ chuyện vặt vãnh hay bị cái vẻ bề ngoài hào nhoáng mê hoặc. Hãy học cách thiết lập ra những nguyên tắc giới hạn bất khả xâm phạm cho bản thân. Ba phẩm chất dung dưỡng sự quyến rũ của người đàn bà. Thứ nhất, khí chất. Đàn ông quý ở hai chữ khí khái, phụ nữ đẹp ở hai chữ tao nhã. Đó là một loại khí chất mà quần áo hay son phấn đều không thể đem đến cho bạn. Sự thanh tao nhã nhặn ấy vừa là tố chất bẩm sinh mà cũng đòi hỏi sự tu dưỡng của mỗi người. Một quý cô thanh lịch không chỉ có học thức mà còn rất có gu trong thưởng thức cuộc sống. Cô ấy đẹp một cách thuần khiết và thoát tục, tựa như một nhành ngọc lan thơm ngát. Vẻ đẹp của cô ấy đến từ một phong thái độc lập nhưng không khoe mẽ. Một dáng vẻ yêu kiều đằm thắm và dung mạo xinh đẹp gây thương nhớ cho biết bao nhiêu người. Thứ hai, tác phong và cử chỉ. Muốn biết một người đàn ông có tao nhã hay không, hãy tìm hiểu đời sống tinh thần của họ. Muốn biết một người phụ nữ có tao nhã hay không, hãy nhìn vào tác phong và cử chỉ của họ. Nhìn vào tác phong và cử chỉ của một cô gái, người ngoài sẽ đánh giá đây có phải là một người con gái, gia giáo hay không. Sự tao nhã là hiện thân cho một tâm hồn biết đâu là đủ. Một tâm hồn đã tìm thấy bình yên sau khi trải qua muôn vàn thăng trầm của cuộc đời. Họ đã không còn giữ trong mình những ham muốn dục vọng. Họ sống có chừng mực và hưởng thụ cuộc sống theo cách riêng của bản thân. Vẻ ngoài xinh đẹp rồi cũng sẽ héo hon theo thời gian. Chỉ có cốt cách thanh lịch là không bao giờ bị mai một theo năm tháng. Phong cách thời trang nhã nhặn và sang trọng, lối giao tiếp lịch sự và duyên dáng, cử chỉ và tác phong đều toát lên vẻ thanh lịch. Người con gái tài đức vẹn toàn như vậy, ai ai cũng mến yêu. Thứ ba, tâm hồn. Đời người càng hào nhoáng, càng khó mà có được sự thanh thản trong tâm hồn. Trong thời đại mà con người bị mờ mắt vì lợi ích như hiện nay, những tâm hồn bình yên đang ngày càng ít đi. Người biết tìm thấy niềm vui trong cuộc sống là người có được sự bình yên trong tâm hồn. Họ không thích sự gượng ép, càng không ham muốn hư vinh. Đời sống tinh thần của họ tao nhã mà phong phú. Bạn coi nhẹ danh lợi, tâm tự khắc sẽ bình an. Bạn không còn tính toán thiệt hơn, hãy để cho mọi thứ tùy duyên. Bạn đem lòng chân thành của mình để đi vun đắp cho những tình bạn gắn bó keo sơn. Trên con đường mà mình đã chọn, bạn hãy cứ bước đi về phía trước, không tranh giành, không hấp tấp và không gian dối.
hãy giữ cho mình một trái tim thuần khiết và một phong thái thanh lịch. Mong rằng chúng ta có thể ung dung và thanh thản đi trên con đường của mỗi người. Trong một gia đình, đàn ông có tâm hồn rộng rãi thì sẽ chiêu tài phú, phụ nữ có tâm hồn thiện thì chiêu hạnh phúc. Người đàn ông có tấm lòng quảng đại sẽ đem đến cho gia đình một cuộc sống tốt đẹp. Người phụ nữ có tấm lòng thiện lương vì gia đình mà tạo ra nhiều phúc đức. Có những kiểu người chắc chắn sẽ đem lại khổ não cho vợ hoặc chồng họ, khiến hôn nhân thành gánh nặng. Vì thế, những người đang tìm chọn bạn đời nên biết để tránh xa. Hôn nhân là chuyện chung thân đại sự. Vì thế, người nào kết hôn nhầm với 3 kiểu đàn ông và 2 kiểu phụ nữ dưới đây thì chắc chắn ôm khổ một đời hoặc giang dở nhân duyên. Đàn ông vô trách nhiệm. Nói về trách nhiệm thì ai cũng cần phải có, chứ không riêng gì đàn ông hay phụ nữ. Người thiếu trách nhiệm mãi mãi không đáng giao phó cho bất cứ chuyện lớn bé gì. Nhưng trách nhiệm còn nói lên năng lực và bản lĩnh của một con người. Thế nên đàn ông nhất định phải có đức tính này. Thẳng thắn mà nói, đàn ông không dám chịu trách nhiệm về việc mình làm là kẻ hèn. Lấy kiểu người này về, không khéo, có một ngày, bạn có thai nhưng anh ta lại bảo con em sinh thì tự mà lo. Hơn nữa, vô trách nhiệm là biểu hiện của những kẻ tiểu nhân, kém cỏi, làm việc gì cũng tìm mọi cách đổ lỗi cho người khác. Một người đàn ông có ý thức trách nhiệm về những việc mình làm, sẽ biết yêu thương, chung thủy với vợ, một lòng vun đắp xây dựng gia đình và khó bị cám dỗ sa ngã. Bởi anh ấy hiểu được trách nhiệm đầu tiên của mình khi kết hôn là làm cho vợ con hạnh phúc. Đàn ông không có chí tiến thủ. Tránh xa mẫu đàn ông này không phải là thực dụng mà là thực tế. Một người đàn ông dù tốt đến mấy mà không biết chăm lo cho tương lai, sự nghiệp thì cũng không nên gả cho anh ta. Tình yêu đúng là không cần tiền, nhưng nếu muốn đủ sức sống tiếp để yêu thì phải có tiền. Lấy một người đàn ông lười biếng, chỉ biết an phận, bạn sẽ ngày càng chán nản khi cả hai đều chỉ mãi dẫm chân tại chỗ, con cái không được chăm sóc tốt. Người đàn ông nếu thực sự yêu bạn chắc chắn sẽ biết lo chuyện tương lai, bạn ăn cơm ngày mấy bữa, ở nhà cao hay ở lều tranh. Yêu bạn, anh ấy một chút cũng không muốn bạn khổ, vì thế sẽ cố gắng lo cơm áo gạo tiền. Đàn ông không có đạo đức. Người không có đạo đức mãi là người bỏ đi. Kẻ dám phá vỡ cả quy tắc đạo đức làm người thì còn việc gì mà lương tâm anh ta không cho phép. Lấy người kiểu này, chẳng khác nào bạn tự kéo cuộc đời mình đi xuống vũng bùn lầy, càng đi càng lún. Người không có đạo đức là người không đáng tin, làm bạn còn không nên, huống chi là lấy làm chồng. Người chồng kiểu này sớm muộn cũng đem tai ương về cho gia đình mình. Sau này có con cũng chẳng thể dạy cho con nên người. Và đáng sợ nhất là anh ta có thể hành xử vô đạo đức với chính vợ mình. Người phụ nữ bất hiếu. Phụ nữ đóng vai trò rất lớn trong việc xây nên mái ấm hạnh phúc, vì họ thường biết khéo léo chăm chút và vun đắp cho tình cảm gia đình. Một phụ nữ hiếu thảo với cha mẹ thì cũng sẽ hiếu thảo với nhà chồng. Từ đó biết khéo léo cư xử hài hòa giữa hai bên gia đình, góp phần không nhỏ cho cuộc sống hôn nhân êm ấm. Người phụ nữ mà ngay cả với cha mẹ đẻ còn không biết hiếu thuận thì làm sao yêu thương thật lòng bố mẹ chồng được. Hơn nữa, người bất hiếu sẽ cũng không biết dạy con. Hậu quả là đời con, đời cháu sẽ lại trượt dài theo lối giáo dục sai lầm, phá hỏng cả dòng họ. Phụ nữ kém bao dung. Phụ nữ thường dễ mềm lòng hơn đàn ông nên cũng dễ bao dung hơn. Người phụ nữ không có sự vị tha, bao dung chứng tỏ tâm cô ấy hẹp hòi và ích kỷ. Lấy người như vậy về, lâu dần, tính cách cô ấy bộc lộ ra, mỗi chuyện nói ra đều dẫn đến cãi vã, hôn nhân chẳng mấy chốc cũng tan thành mây khói. Ngược lại, người phụ nữ khoan dung sẽ biết chấp nhận những điều không hoàn hảo từ người khác. Cô ấy sẽ biết kiềm chế và cư xử tâm lý hơn, không đòi hỏi quá nhiều, rồi xé to mọi chuyện. Người phụ nữ như vậy rất đáng lấy làm vợ, vì sẽ biết chấp nhận yêu thương cả chồng và gia đình chồng. Đàn ông như những đứa trẻ to xác, đôi khi lại thích lạt mềm buộc chặt, lúc lại cần sự trưởng thành, ít quản của người đồng hành bên cạnh. Vì vậy phụ nữ khôn ngoan, muốn nắm bắt tâm trí của cánh mày râu, hãy áp dụng. Có hai thứ quan trọng ở đàn ông mà phần lớn phụ nữ đều muốn kiểm soát. Tuy nhiên, những quý cô, quý bà khôn ngoan thường sẽ không cố nắm giữ. Hai thứ không nên nắm giữ.
Tiền bạc và tâm trí của người đàn ông là hai thứ mà phụ nữ thời hiện đại, nếu khôn ngoan sẽ không nắm giữ. Nhiều người có thói quen giữ tiền khi cả hai về chung một nhà. Nhưng điều này vô tình sẽ khiến bạn trở thành bà vợ thích kiểm soát và trở nên xấu trong mắt bạn đời. Kiểm soát càng chặt trong chi tiêu lẫn tiền bạc, người chồng càng thiếu sự tự nguyện. Cuối cùng sinh ra những tật xấu như giấu quỹ đen, giấu tiền thưởng và khi bị phát hiện thì sẽ ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Nói như vậy không có nghĩa là phụ nữ không nên quản tiền, mà hãy quản tiền cho đúng cách. Cần biết rằng đàn ông làm bên ngoài, bắt buộc phải có tiền trong túi để mời đối tác, bạn bè. Vì vậy, ngay từ ban đầu hãy rạch ròi thống nhất trong vấn đề tiền bạc, như vợ được giữ khoản nào và chồng cần khoản nào, bao nhiêu để chi tiêu. Song song với vấn đề tiền bạc, đừng cố gắng nắm giữ tâm trí của đàn ông. Đừng quản anh ta bằng những câu hỏi vụn vặt thường ngày như đang làm gì, ở đâu, ở với ai, bao giờ về. Ba điều không chạm tới. Tự ái, gia đình, bạn bè và công việc là ba điều mà một người phụ nữ khôn ngoan sẽ không chạm tới hay cố ý khiêu khích tính chịu đựng, nhẫn nại của bạn đời. Đàn ông vốn có lòng tự trọng và tự ái cao, đôi khi còn cao hơn cả tiền bạc. Hãy chắc chắn rằng bạn đủ bình tĩnh và không chạm vào phần riêng tư này, dù có bực tức đến đâu. Nếu không, cãi cọ, mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi. Khi đàn ông cảm thấy không còn được tôn trọng, họ có xu hướng buông bỏ, ra đi, tìm đến người phụ nữ khác tôn trọng họ. Không chỉ đàn ông mà ngay cả phụ nữ cũng xem trọng gia đình mình và sẵn sàng xù lông lên khi ai đó chạm đến. Vì vậy, đừng bao giờ chạm đến gia đình chồng. Nếu xảy ra mâu thuẫn, hãy cố gắng giải quyết trong êm đềm, vì nếu làm to ra thì phần thiệt cũng về bạn. Đàn ông tôn trọng vợ sẽ biết cách giảng hòa khi ở giữa. Bạn bè và công việc là một phần quan trọng trong cuộc sống của cánh mày râu. Phụ nữ có thể vì gia đình mà bỏ công việc, nhưng đàn ông thì không. Vậy nên nếu bạn không thích chồng làm công việc đó hay chơi với người bạn này, thay vì chỉ trích, chê bai, nói xấu, hãy tinh tế hơn trong việc cho họ lời khuyên hoặc bày tỏ ý kiến để chồng cân nhắc. 40. Giúp gia đình yên ấm. Không đòi hỏi về người cũ, không nhắc đến vấn đề tăng lương. Đừng bắt chồng chọn mình hay mẹ chồng và yêu cầu người đàn ông kể về vấn đề mà anh ta đang lưỡng lự, là 40 mà phụ nữ khôn ngoan cần nắm bắt để giữ gìn tổ ấm của chính mình. Giới trẻ hiện nay thường đặt những câu hỏi có phần ngớ ngẩn như: nếu em và mẹ anh cùng rơi xuống nước thì anh sẽ cứu ai? Câu trả lời nào cũng sẽ không làm bạn hài lòng. Nếu anh ta chọn cứu bạn thì đó là người không trân trọng sự hy sinh của mẹ. Liệu có đáng tin cậy? Và nếu không chọn cứu bạn thì chắc chắn sẽ có chút hụt hẫng. Nếu như bạn là mối tình đầu của chồng thì quá tốt, nhưng nếu không phải thì cũng đừng tò mò hỏi về người cũ, vì sẽ vô tình gợi lên những ký ức không mấy vui vẻ, thậm chí là khó quên. Ai cũng có góc nhỏ cho riêng mình, hãy tôn trọng điều đó. Cổ nhân đã nói, tu trăm năm mới được chung thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng. Hãy cùng xem người xưa trân trọng tình cảm vợ chồng và nâng niu chăm sóc vợ như thế nào. Khuê phòng nâng niu, chăm sóc sắc đẹp cho vợ. Kinh triều Doãn Trương Xưởng là một vị tướng nổi tiếng thời Xuân Thu của nhà Tây Hán, lập rất nhiều chiến công với triều đình. Ông là một người nhạy bén, thưởng phạt phân minh, rất giỏi về quản lý trị an xã hội. Bên cạnh tài năng được vua yêu quý, ông còn được nhớ đến vì lòng thương vợ. Chuyện kể rằng Trương Xưởng và vợ ông là người cùng làng. Trương Xưởng khi còn nhỏ rất nghịch ngợm. Ông đã vô tình làm ngã một cô gái trong khi đang chơi trò ném đá, khiến cô bị khuyết một phần nơi lông mày vì sẹo. Sau đó, một ngày nọ khi Trương Xưởng đã thành danh trốn quan trường, ông bỗng hay tin cô gái mà ông lỡ làm cho bị thương chưa từng kết hôn chỉ vì vết sẹo năm xưa. Trương Xưởng vội vàng sai người đến cầu hôn nàng. Ông rất thương vợ, ngày ngày cẩn thận vẽ lông mày cho nàng để che đi vết sẹo, trình độ ngày càng điêu luyện. Vì trang điểm cho vợ nên mỗi buổi sớm lên triều ông đều tới trễ. Việc này làm cho những kẻ ghen tức với ông nơi triều đình đã tâu với hoàng đế, vu cho Trương Xưởng tội ham vui và phù phiếm. Trương Xưởng tâu với hoàng đế nhà Hán rằng trong thiên hạ chuyện riêng tư phu thê còn hơn tư mật. Hoàng đế nghe và hiểu ra nên mỉm cười bỏ qua cho ông. Vào thời Tây Hán hơn 2000 năm trước,
bậc trượng phu luôn được tôn kính và có địa vị cao hơn nữ nhi. Nếu như có một người đàn ông vì lỗi lầm trong quá khứ, luôn mong muốn bồi đắp và yêu chiều thê tử của mình, hàng ngày đích thân vẽ lông mày trang điểm cho vợ như trương sưởng, thì có nghĩa là tình yêu của ông dành cho vợ mình thực sự không gì sánh được. Trong cuộc sống thường ngày, dù cho chúng ta có bận rộn đến đâu, nhưng chỉ cần dành cho vợ một ánh mắt quan tâm và một lời khen chân thành mỗi sáng, cũng có thể mang lại cho đối phương tâm trạng vui vẻ trong cả một ngày. Vậy tại sao bạn lại không làm điều đó? Hoạn nạn không bỏ, phú quý không rời. Ngô Gia Kỳ, một nhà thơ yêu nước cuối thời nhà Minh, thời đầu nhà Thanh và vợ của ông là Vương Huệ có cùng chí hướng và hỗ trợ lẫn nhau. Một năm nọ, vào ngày sinh nhật của Vương Duệ, Ngô Gia Kỳ đã viết bài thơ Nội Nhân Sinh Nhật, tạm dịch là sinh nhật vợ tôi để làm quà tặng cho thê tử của mình. Trong bài thơ, ông có viết rằng, cho dù cuộc sống nghèo khó, nhưng mỗi khi được ăn cơm canh đạm bạc tự tay vừa nấu, đều có thể giải tỏa nỗi buồn trong lòng của ông. Thê tử luôn bận rộn với công việc nhà, thậm chí không có thời gian soi gương để chỉnh trang cho mình. Đi theo ông vượt qua bao cực khổ, đến giờ thì đầu đã điểm bạc. Bức thư tình vô cùng sâu sắc và cảm động này đã thay cho món quà sinh nhật ông dành cho vợ mình. Nó chứa chan tình cảm và mang theo cảm giác áy náy của ông với thê tử khi không lo được cho bà một cuộc sống sung túc hơn. Bạn biết không, tình yêu không ở đâu xa vời, nó rất giản dị và gần ngay trước mặt. Đôi khi chỉ là một bức thư tình được viết tay hay một cái ôm đầy thấu hiểu của người bạn đời, chúng ta sẽ thấy hạnh phúc hơn rất nhiều so với những sung túc mà tiền bạc hay vật chất mang lại. Chỉ cần trong trái tim là tình yêu chân thành dành cho nhau, dù cho cuộc sống có khó khăn hay thiếu thốn như thế nào, thì vợ chồng vẫn luôn luôn hạnh phúc. Quên thân, cứu vợ. Trong một câu chuyện có thật của người xưa kể về Tuân Phụng Thiến là một người chồng rất yêu vợ. Vào mùa đông, vợ anh đột nhiên bị sốt cao, đã dùng qua mọi cách cũng không khỏi. Vì quá yêu thương vợ mình, mong nàng mau khỏe lại mà Tuân Phụng Thiến đã dầm mình ở ngoài. Trong tiết trời lạnh giá, đến khi thân thể tê cóng rồi áp thân mình lạnh như vậy lên người vợ để nàng hạ sốt, nhưng cuối cùng cũng không thể cứu được nàng mà bản thân bị cảm lạnh rồi chết. Tất nhiên ngày nay khi chúng ta được nghe đến câu chuyện này thì có vẻ là trái ngược với kiến thức y học thông thường, nhưng tình yêu sâu sắc của Phụng Thiến dành cho vợ và sự mong muốn cứu cô ấy khiến cho người ta cảm động đến rơi lệ. Người có tấm chân tình thường không màng đến sự đền đáp, chỉ cần có thể khiến nửa kia được khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc, thì dù bản thân có phải chịu thêm đau đớn và hy sinh đôi chút, cũng đều xứng đáng. Xin mượn lời nói của Khổng Tử khi nói về đạo nghĩa vợ chồng để kết thúc cho chương trình hôm nay. Một ngày nọ, quốc quân Lỗ Ai của nước Lỗ đang trò chuyện với Khổng Tử. Khi họ đề cập về chủ đề này, Khổng Tử nói: trong quá khứ, Nghiêu, Thuấn Vũ, ba đời Thánh Vương, thời điểm họ đang cầm quyền rất coi trọng việc nhất định phải tôn trọng thê tử, tuân theo đạo nghĩa vợ chồng, bởi vì tình nghĩa vợ chồng là điều quan trọng nhất trong mối quan hệ gia đình. Làm sao mà không tôn trọng nàng được? Cuộc nói chuyện này được ghi chép lại trong sách Lễ Ký. Nguyên văn là: tích tam đại minh vương chi chính, tất kính kỳ thê giã hữu đạo, thê giã giả, thân chi chủ giã, cảm bất kính giữ. Người xưa không chỉ thương chiều vợ mà ngay cả bậc đế vương cũng rất trân trọng vợ mình. Thời lượng của Ngẫm Thế Gian đến đây là hết. Chúc quý vị có những giây phút bình an và hạnh phúc. Quý vị hãy ủng hộ ban biên tập chương trình bằng cách đăng ký miễn phí kênh quý vị nhé. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.